đạo bạn. Hôm nay mình làm clip là để thay một con nước của một con cá. Cá này là cá phát tài, nuôi được cũng mấy năm rồi. Cá này là nó không có dùng oxy nha mọi người, nó thở bằng phổi nha. Nuôi cũng bự à. Cá này mình không chạy oxy, tại vì nó thở bằng phổi, thành ra mình không chạy oxy. Xong rồi bắt cá ra cho vô thùng, dùng cái gỗ vớt thôi. Sao lên em, khỏe lắm. Con cá này khỏe lắm anh em ơi, không chết đâu. Chưa. Gì đó. Tôi à. Thùng này mấy năm không thay à. Cũ quá. Nuôi cá nó vẫn sống. Sống thì mình vẫn nuôi. Dơ quá trời dơ bà mẹ. Vì mà nó sống thì nó không hay chứ. Vậy là xong rồi. Bây giờ mình sẽ đổ đá vô để dằn cái đáy thùng đây. Mày đổ đá vô dằn cái đáy thùng.
múc nước đổ vô thôi. Rồi nước đầy rồi. Bây giờ mình xúc cá thả vô thôi. Đây. Nuôi cũng được mấy năm. Nói sao thì nuôi vậy thôi. Đòi hỏi nhiều. Rồi bỏ vô vô đó. Mà mẹ lúc đường nhảy nha, rồi vậy là thấy mẹ luôn á. Đấy, xong rồi đó, đơn giản, không gì khó khăn. Rồi cho ăn luôn. Đấy nè, thấy không? Xong rất khỏe nha. Con này thật ra thì nuôi cũng rất dễ, không có khó khăn gì, nó không thở oxy nữa, thở phổi. Thôi video kết thúc nha các bạn. Chúc các bạn sớm thành công nha.